MC Kỳ Duyên đưa con gái Enly xinh đẹp về Việt Nam đi làm từ thiện. Trên trang cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa chia sẻ, chị mang theo con gái thứ hai Enly về Việt Nam làm từ thiện vì muốn con biết ở đời còn rất nhiều người đói khổ. Trên trang cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa cập nhật một status kể chuyện đi làm từ thiện cùng con gái Úc Enly, chị viết: "Niềm hạnh phúc lớn trong đời là được đi làm từ thiện với con gái." Năm nay Kỳ Duyên là đi cùng với các bác sĩ và thiện nguyện viên của Happy để chữa răng, khám bệnh và phát quà cho những người nghèo tại Việt Nam. Đặc biệt, lần này đưa con gái Úc Enly đi chung. Kỳ duyên muốn em phải biết ở đời còn rất nhiều người đó khổ. Em phải ý thức được rằng em rất may mắn. Và vì vậy, em nên cố gắng nâng đỡ những người yếu kém hơn mình. Cách Kỳ duyên dạy con là qua hành động và trải nghiệm nhiều hơn lời nói. Kỳ duyên ít khi ngồi giảm moran với con, phải thương người, con phải giúp ích cho xã hội, con phải làm thế này, thế kia, ba la ba la. Muốn em biết thương người kỳ duyên đưa em đi làm từ thiện, để em cảm nhận được sự thống khổ trên từng khuôn mặt em gặp, sự mệt mỏi trong từng ánh mắt thấy. Muốn em giúp đỡ, hướng dẫn em làm những công tác để em có thể chính tay nâng đỡ, so dịu những nỗi đau. Kỳ duyên tin rằng chúng ta chỉ thay đổi thật sự, khi điều gì đó chạm vào con tim ta, còn nói nhiều, nói dai chỉ là nước đổ đầu vịt. Cảm ơn Hoppy đã tạo điều kiện an toàn, làm mạnh để cả bố mẹ lẫn con cái có thể theo đoàn vừa học vừa góp sức trong một không khí gia đình thật ấm áp. Kỳ duyên khuyến khích phụ huynh có con tuổi từ 15 đến 16 trở lên, nhất là những em ở hải ngoại không rành tiếng Việt, nên đưa con đi cùng Happy một chuyến. Các em sẽ gặp nhiều bạn cùng trang lứa để khám phá học hỏi về văn hóa Việt Nam. Chắc hẳn sẽ mở cho các em góc nhìn và cảm nhận mới để giúp các em thành một người hoàn thiện sau này